Tội mô tô nóng hổi chưa kịp nguội, Tiến Luật đã hối hận vì không nghe lời vợ, đòi Thu Trang bán xe. Em có tin tặng người chị xin đôi. Rồi chạy bây giờ, nắng mưa chạy xong rồi chán là đang kêu bán xe Thu Trang từng đăng tải trên TikTok cá nhân đoạn clip buổi gặp gỡ giữa cô và em gái song sinh Tóc Tiên. Vừa giáp mặt Tóc Tiên, nữ nghệ sĩ đã than phiền chồng mới đổi xe đã té bị chấn thương. Cả hai cho rằng đàn ông cần phải nghe lời nóc nhà, nếu không sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tóc Tiên đồng cảm với Thu Trang bởi cách đây 2-3 năm, ông xã cô từng nặng nặc đòi mua mô tô, nhưng cuối cùng vì một số bất tiện, cô không đồng ý mua. Trong khi đó, chị 13 hài hước review cảm giác ngồi mô tô với chồng. Ổng chở chị đi mới có một lần mà nó nóng, nó hực lên người. Đang chạy thì không sao, ngừng đèn đỏ hơi nóng nó hực lên một cái, muốn bỏ chạy luôn á. Chạy đi nó hực lên thiếu điều muốn bỏ xe. Tóc Tiên chia sẻ rằng cô không bị thao túng tâm lý gì và vẫn cứ để cho chồng đam mê. Đến lúc chồng nhận ra được sự mù quáng của bản thân, là người có kinh nghiệm, ông xã năn nỉ mua mô tô đến 6 năm. Thu Trang lấy Tiến Luật làm ví dụ điển hình, không nhận ra đâu. Khi nào em đã mua cho rồi chạy cảm thấy cực quá. Đây chạy vài lần, nắng mưa chạy xong rồi chán, bây giờ đang kêu bán xe nè em. Trước buổi gặp gỡ Tóc Tiên, thực chất Tiến Luật Thu Trang cũng vừa bàn về vấn đề liên quan đến xe mô tô. Nữ diễn viên nghệ siêu dễ nhấn mạnh có nhiều lần nói với chồng rằng anh không thích hợp với mô tô. Nam nghệ sĩ liền tỏ ý hối hận, bây giờ anh mới biết nè, anh biết là anh không hợp rồi nè. Chưa dừng lại, Tiến Luật còn trở thành người khuyên vợ bán xe, lỗ một chút thôi, nếu bán liền sẽ lỗ một chút thôi, từ từ anh kiếm anh đưa lại bù lỗ cho. Trước đề nghị của chồng, Thu Trang không đồng ý và yêu cầu anh phải bán lời. Cái gì cũng vậy, mình kinh doanh mua bán phải có lời, không thể nào bán lỗ được. Nam diễn viên chỉ vừa nhận xe từ vợ được hơn chục ngày, tuy nhiên anh đã bắt đầu có dấu hiệu chán nản, muốn quà mà tốn tận 6 năm để tìm cách thúc đẩy vợ mua cho. Trong khi bộ phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi, anh còn không thèm lấy tiền thù lao. Theo lời Thu Trang, ông xã đã đề nghị vợ thay cách xe bằng xe mô tô nếu như phim ra mắt có được doanh thu tốt. Nữ nghệ sĩ cũng đồng ý với thỏa thuận này của chồng. Từ đầu tháng 10, tháng sinh nhật của Tiến Luật, anh đã liên tục có những bài đăng nhằm nhắc nhở vợ về chiếc mô tô. Vậy nhưng sau vài ngày nhận được quà, thái độ của nam diễn viên dần có sự thay đổi. Tiến Luật đã từng từ chối nhiều lần vì sợ nhân vật không phù hợp với mình. Khi có được sự động viên từ đạo diễn Huỳnh Đông, nhà sản xuất Thu Trang, anh mới chấp nhận thử sức bản thân cho một vai trò đặc biệt trong phim. Anh cũng từng tiết lộ đây là lần hiếm hoi vợ đề nghị mình làm một thứ gì đó mà mình không muốn, bởi trước đây họ vốn rạch ròi trong công việc. Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, Dân Chơi Không Sợ Con Rơi đã đạt doanh thu khá ổn. Có lẽ đây chính là lý do diễn viên 8X thay đổi quyết định, bất ngờ mua xe tặng chồng như mong ước bấy lâu của nam diễn viên. Nhắc đến những cặp vợ chồng hạnh phúc viên mãn, sự nghiệp thành công rực rỡ, thì Tiến Luật Thu Trang hẳn là cái tên luôn nổi bật. Gắn bó với nhau hơn một thập kỷ, cả hai vẫn ngọt ngào như ngày mới yêu. Từ cuộc sống đời thường cho đến các sự kiện, nam diễn viên luôn chu đáo ga lăng chăm sóc bà xã từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trên mạng xã hội truyền tay nhau hình ảnh Tiến Luật chuẩn chồng người ta khi cột dây dài cho vợ ngay giữa sự kiện đông người. Được biết cả hai cùng tham gia một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc di chuyển Thu Trang gặp sự cố về dây dây. Ngay lập tức anh Đường Văn không ngần ngại ngồi xuống chỉnh lại cho bà xã. Dù Trang trợ lý của cô cũng có động thái ngồi xuống nhưng lại không nhanh bằng ông bố một con. Với những người hâm mộ lâu năm của cặp đôi này, hẳn không còn quá xa lạ với hình ảnh một Tiến Luật luôn nhường nhịn, che chở và tôn trọng vợ. Thu Trang cũng từng chia sẻ cô rất hạnh phúc tự hào khi lấy được người chồng như anh Đường Văn. Diễn viên ngày siêu dễ cũng cho biết thêm, ông xã là luôn đặt tình yêu vào vợ con, anh không ngần ngại xù lông để bảo vệ gia đình. Đồng thời hoa hậu Làng Hài cũng tiết lộ người ta hay gọi chồng cô sợ vợ nhưng thật sự đó là sự tôn trọng lẫn nhau. Kết hôn nhiều năm, trải qua nhiều sóng gió cho đến hiện tại, vợ chồng Thu Trang đã và đang có được hạnh phúc viên mãn với quý tử hiểu chuyện, sự nghiệp thì thăng hoa.